Riêng kèo của bạn Hồng Nguyễn tôi sẽ không trả bất kỳ một cái gì hết. Tôi cũng không giải thích, tôi không muốn giải thích. Riêng kèo của bạn Hồng Nguyễn không bao giờ tôi trả nữa. Tôi sẽ bẻ phí các bạn một phát bẻ cây 130, nhưng với một điều kiện là các bạn phải đồng ý với tôi là không bao giờ tôi trả kèo của bạn Hồng Nguyễn nữa. Ok, 130 cân. Ok chưa nào? Ok chưa các người anh em? Ok chưa nào? Ok chưa?